chào quý diễn giả. Hiện tại Tiết Cương đang trên đường Thiên Lý. Hôm nay là Tiết Cương chở Ngọc Thưởng về quê. Bạn Ngọc Thưởng đang ngồi kế bên. Tiết Cương đi đêm về, thứ nhất là cho mát quý vị ơi. Thứ hai là mới xong việc, mới đi quay về rồi tranh thủ ăn cơm xong. Hai vợ chồng lên đường đi từ Xì Phố sẽ về nhà Ngọc Thưởng ở Kiên Giang, và dự lại lịch trình này đi sẽ trong vòng mấy tiếng tới Ngọc Thưởng hả? 4 tiếng rưỡi 5 tiếng à? 4 tiếng rưỡi 5 tiếng quý vị. Hiện tại đồng hồ đây chỉ là gần 9 giờ rồi. 9 giờ 9, 10, 11 2 giờ khuya mình mới tới dưới nha quý vị. Đó, nên đường rất là dạn dặm Thiên Lý. Nói chung là Tiết Cương cũng đi chạy show nhiều rồi, cho nên chuyện lái ban đêm vậy cũng bình thường. Chạy ngồi nói mà cũng cướp. Đường thì đã ăn rồi cho nên chỉ có thể ghé đổ xăng đi vệ sinh thôi. Chứ là nói chung là sẽ chạy một mạch từ đây thì Kiên Giang luôn. Buồn ngủ chưa? Chưa. Sao vậy? Ngồi nói chuyện với anh với em buồn ngủ để mình anh lái à. Sao chịu nổi? Buồn ngủ nãy giờ nghe anh kể chuyện đâu buồn ngủ đâu. Kể chuyện gì đâu? Nãy giờ anh kể chuyện ma cho em nghe đó. Hưởng này. Ông Hưởng buồn ngủ chưa? Ngủ trước đi. Chưa, giờ này buồn ngủ gì đâu. Còn sớm hả? Dạ, còn sớm mà. Đi khuya vậy Thúy Cương nhớ những lần mà chạy show quý vị. Hồi xưa lúc mà Thúy Cương mới lập nhóm hài á, thì diễn á là sau cái Gala Cười á là khoảng năm 2003-2004 á là bùng nổ Gala Cười, sau đó là 2007-2008-2009 á là đi tỉnh diễn dữ lắm. Mà anh nhớ có một lần đi diễn miền Tây á hữu. Dạ. Là một, em biết không, một đêm á là mình đi diễn á là mình đi ở dưới miền Tây là mình chạy 4 chỗ. Ừ, ví dụ như mình diễn Cần Thơ đi. Đó, Cần Thơ trong đêm đó mình sẽ diễn Cần Thơ, rồi Ô Môn, Thốt Nốt, Trà Đỏ. Đó, một đêm là chạy 4 chỗ vậy đó. Mà tao nói hả, từ chỗ này qua chỗ kia hả, có vừa diễn xong là nhảy xuống tự lái xe hả, chạy show mà có 30 phút mà. Để mình chạy từ nơi này qua nơi kia á. Mà đường ở ban đêm đó. Trời ơi, tối hồi xưa đâu có đèn đuốc gì đâu. Đâu có đèn đường không anh? Hồi năm 2000 mấy mà thì cũng có chỗ có chỗ không, mà tao nói đa số là không có, mà diễn xong chạy qua chỗ này qua chỗ kia tao nói đường vắng hoe, mà trên xe thì chỉ có 3 anh em thôi, anh lái với 2 bạn diễn chung á, là một bạn nam một bạn nữ hết, mà 2 bạn nó ngồi sau còn anh lái phía trước. Mà chạy đường vắng lắm, ghê lắm, nhiều khi đẹp ghê lắm. Mà em tên ông có một lần anh lái á, thấy rõ ràng chứ, thấy có một người, thấy người đúng không, thấy người đứng trước giống như họ giơ cái tay lên đó, như giống như xe vậy đó em, giống như là giống như họ có vàng gì đó à. Ừ, mà thấy xe đó không biết đàn ông hay đàn bà nữa, mà họ đứng ở ngoắc ngoắc mình. Thế mà anh chạy tới nơi không thấy ai đó, ghê vậy. Ừ, bởi vậy nói gà giận nói gà luôn nè, bởi vì tao nghĩ á như ban đêm á mình á được cái nó mát mẻ, nhưng mà có nhiều cái mình cũng lo dữ lắm. Nhưng mà kiểu như mình phải giống như mình có cầu trời Phật phải không, niệm Phật. Niệm Phật nó phù hộ cho mình trên những cung đường cho nó an toàn vậy đó, chứ chạy xe cũng tập trung cẩn thận chứ. Ban đêm á thực sự á cũng nhiều áp lực cũng quỳ, tuy mát nhưng áp lực đó. Thưởng mà xưa dưới quê anh thấy dùng nhà em cũng hẻo lắm à, có bây giờ em đi mà ví dụ mà em đã gặp kiểu như anh chưa? Tại vì kiểu như em ở dưới quê á, mà lúc em lớn á, thì đã đường kiểu như là nhà người ta đông rồi, với lại em cũng không đi đêm nữa. Có em, nhưng mà chuyện ma nha, là ba mẹ em là nhiều lắm, mà kể nhiều lắm luôn á. Dạ. Em được nghe kể nhiều lắm. Cái chuyện này là em nghe lúc nhỏ luôn nha. Ba em kể là bạn của ba luôn ở gần nhà, mà ngày xưa em biết rồi đó, mỗi lần được coi đi
đi xa lắm, nhà đâu phải nhà em có, thì đi rất là xa, mà muốn đi gần á, đi nhanh á thì phải đi đường đồng, đi tắt đó. Thì đi thì trời tối đúng không? Trời tối. Hồi xưa đâu có đèn đường mà muốn đi coi là phải đi. Đi là đi lúc chạng vạng. Chạng vạng tối vậy nè. Đó. Sao nữa? Chạng vạng tối mà về là về khuya rồi, tại mình coi rồi thì tới cũng tối mới về. Cái đi về lúc cũng đi nguyên đám. Đi nguyên đám thì tới về thì sao mất người. Mất một cái chú đó gần nhà luôn đó. Nó nói về em chỉ cho anh coi. Thì đi về kiếm quá trời luôn, không thấy. Rồi đi ra ruộng kiếm lại, gọi đàn biên. Kiếm cái giống như mỏi mệt có kiếm không thấy thôi, bỏ cuộc đi về nhà luôn. Đi về nhà thì thấy ổng nằm kế cái vách mùng á, giống như ngày xưa ngủ mùng không anh. Kế vách mùng mà cái chân á toàn bông cỏ không à, mà cái họng mày đất sét không à, cái đó giống như là bị ma giấu rồi thôi. Đúng rồi, mà khoảng một kiểu như lúc đó là muốn bị sờ luôn anh. Khoảng cỡ thời gian dài mới tỉnh táo đó, kiểu như bị dại dại chứ không phải là khùng, nhưng mà có được minh mẫn á, như khờ khờ luôn á, chứ ghê không? Chứ bật đèn lại mà ở dưới quê á thấy cái chuyện mà giống như là tự tử rồi đó nè. Trời ơi ổn lắm, ba em kể cho em nghe cái chuyện này là có thiệt luôn nè. Sao? Từ giận á đúng rồi. Giống như ngày xưa mà anh biết cái vụ mà có chữ quan làm cái chuyện kêu bằng nhục nhã ê trời đó, là gia đình không thể nào chấp nhận, còn thời bây giờ bình thường. Bây giờ có tiền thì mình nuôi thôi, ta còn đi làm để cho có con, không cần chồng nữa mà. Nhưng mà ngày xưa là vậy là nhục nhã lắm, gia đình đâu có chấp nhận đâu. Thì cái ba đó, cái chị này mà đó, em kêu chắc bằng cô, cái cô này á là có bầu, nhưng mà lỡ có bầu với cái anh đó. Ghê quá, sao nữa? cái không có cái người này đâu có nhận đâu, người ta kiểu như gia đình bên kia cũng đâu có chịu. Thì cái cô này mới về nói với gia đình luôn là có bầu vậy đó anh, thì gia đình đuổi đi luôn, đâu có chấp nhận đâu. Đuổi đi luôn, không chấp nhận vậy đó. Cái buồn quá biết sao giờ, cái đi tự tử luôn. Mà ngày xưa cánh đồng á là có một cây gáo rất là to, thì bà treo cổ ngoài cây gáo đó. Sáng nông dân người ta đi ra ruộng á, người ta thấy treo cổ đó, rồi vậy rồi gia đình mới biết rồi đem về chôn thôi. Mà cũng đau đớn lắm. Cái thời gian sau á là khi mà những người dân người ta đi ra ruộng anh, dù là buổi trưa hay là buổi chiều vẫn nghe tiếng dân dặn của con ở ngoài cái gáo đó nha. Cái đó là có thiệt luôn, là nghe tiếng dân dặn tiếng của con mà cái gáo đó. Khi mà anh biết không, khi mà chôn á là người ta trồng cái chuối, chừng nào cái chuối chỗ buồn á là cái người cô nó sẽ đẻ đó, cũng như cho biết cách để đẻ đồ ấy gì đó. Vậy hả? Dạ, thì em nghe kể thôi chứ em cũng không biết. Nhưng mà cái chuyện mà nghe tiếng cô con mà cây gáo á dằn dẳng là có thiệt đó. Trưa gì nè, như giữa trưa gì nè, anh đi làm xong cái đi vô nhà đó, đi ngang đi về đó là nghe tiếng đó. Chứ buổi chiều á, chiều chặn dạng là nghe tiếng cô con như đưa giỏng gì đó. Có thiệt không đó nha anh? Những cái chuyện đó mình không, đôi khi mình chuyện dân gian lưu truyền nhưng mà mình không tin, mình cũng phải tin. Tại vì biết sao, ngày xưa nó vắng vẻ chứ lắm. Ngày xưa vắng vẻ, với lại khi bằng chùa chiền tu hành nó cũng ít nữa. Bởi vì hả hay có lắm. Cụ già là đỡ rồi. Đó, chuyện mình phải bật lên sáng để mình sợ luôn vậy. Cường nghe mà thử cũng cãi mà cũng rất là hồi hộp. Bởi vì dù sao mình cũng là gốc dân ở dưới miền Tây lên. Những cái chuyện lưu truyền trong dân gian này thì mình cũng đã từng nghe. Nhưng mà nói chung là mình cũng ta nói là có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Nên mình cũng phải giống như sống là phải có trên, có dưới ha. Biết suy nghĩ, biết làm việc phải tin, phải làm việc thiện. Bởi vì trong cuộc sống là nhân quả là có. Nên đây là câu chuyện giống như Tiết Cương Ngọc Thưởng chia sẻ để trên đường đi từ thị phố về quê, dọc đường nói chuyện với nhau, cho hai vợ chồng nói giống như là mình đỡ buồn ngủ vậy. Và mình cũng có những thêm những cái kỷ niệm ký ức về hai vợ chồng coi như là đi về quê trong đêm.
sáng ngày mai thì sẽ đến nhà ngủ một giấc ngon, đến nhà và sẽ quay những cảnh dưới quê để tặng quý vị khán giả nhé. Và bây giờ thì Tiết Cương Ngọc Thưởng tập trung lái xe để nhanh về dưới vì đêm đã khuya rồi. Chúc quý vị ngon giấc, chào tạm biệt.